vui. Còn cái đoạn này nó bị sạt lở luôn rồi nè các bạn. Nè, trời đất ơi, nó sạt lở ra hơn nửa đường rồi đấy. Ghê quá. Nè các bạn, giờ xe đi qua phải là phải nhường nhau chạy đấy. Ui, nếu là cái núi nó trời mưa rồi nè các bạn, nó sạt lở xuống á. Nó bây giờ là một, chỉ có một lane đi qua đó các bạn, thì cái lane bên kia phải nhường đường ngược lại. Ok. Ui ghê thiệt. Còn tiếp tục hành trình rồi các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nè các bạn. Một cái tựa game khá là quen thuộc trên cái kênh mình rồi các bạn. Ok, thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại và trải nghiệm một cái nhiệm vụ mới. Đó. Thì hiện tại các bạn nhìn đi, tôi đang ở đâu? Đố các bạn đó. Nhìn là biết đúng không? Đó, hiện tại tôi đang ở một cái bến cảng các bạn. Đây, đó. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái con xe. Con xe này là nó hiệu Chen Long các bạn. Hoặc là Long Chen gì đó, Chen Long thì phải. Ok, nó thì cái con xe này là của Trung Quốc các bạn. Nó, và nó mang cái hiệu là Ba Long gì đó, Ba Long 507 gì đó. Nên nói chung là các bạn cứ lên Google search Ba Long 507, nó sẽ ra cái chiếc này. Đó, khá là ngầu luôn các bạn. Nói chung là mình vừa lấy được cái mod này ở trên một cái website của Trung Quốc. Thì cái xe, cái hiệu nó là cũng là cái hiệu của Trung Quốc nha các bạn. Chen Long là của Trung Quốc đấy. Nó và mình đã edit cái biển số rồi rồi. Đó, biển số trước và biển số sau nè các bạn. Đó, quá dữ, quá dữ. Ok, thì nhìn ở phía ngoài nè các bạn, khá là ngầu luôn. Mình rất là thích cái, các bạn thấy mà chỗ cái logo mình không? Nó có những, có cái viền mà nó vàng đó các bạn thấy không? Ở dưới biển số cũng có nè. Cái viền này là nó là cái viền mà gọi là viền mà nó làm giả quang á các bạn. Đó, nên là buổi tối các bạn đi nó cũng là kiểu là nó chiếu luôn, kiểu là nó sáng á, nó sáng luôn á, nhìn nó đẹp. Đó, các bạn nhìn phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái còi hơi và tôi sẽ bấm thử cho các bạn nghe. Quá dữ. Ok, giờ mình sẽ mở cái đèn cho các bạn xem. Tại vì nó có một cái đèn, các bạn thấy dưới biển số nó có một cái cụm đèn không? Đó là cái đèn LED các bạn. Để mình sẽ mở đèn cho các bạn xem. Đây. Sao nãy mình mở được mà giờ mở hết được rồi ta. Từ từ. Để mình bật đèn lên hết coi. Sao mà tự nhiên mình... đây ok các bạn. Đó. Bây giờ nó... đây nè các bạn. Đó, bây giờ nó ra thêm cái đèn LED ở dưới đó các bạn thấy không. Cái đèn là đi buổi tối là hơi bị sáng đấy. Ok, tắt đi. Rồi. Hôm nay bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái con xe này các bạn. Đây, chúng ta sẽ có logo của Chen Long ở trên vô lăng luôn. Cái nội thất của con này không biết là nó có giống ở ngoài đời thiệt chưa, nhưng mình thấy nó cũng khá là lạ rồi đó. Lạ mình nghĩ là lạ là người ta làm giống thiệt rồi đấy. Thế sao vẫn là một cái giường khá là quen thuộc cho những chiếc đầu kéo. Cho nên ta sẽ có một cái kiểu là cái đồ che nắng. Đó, trên này có một cái hộc tủ, phía trên là một cái gầm. Ok, rồi xe này chúng ta sẽ sử dụng 12 số nha các bạn. Giờ mình đề máy các bạn xem cái đồng hồ này, mình nhìn thấy khó rồi. Không hiểu tại sao làm cái đồng hồ đó luôn, mình chả nhìn thấy được luôn. Không thấy đồng hồ luôn các bạn. Bây giờ là nếu mà đưa qua vô lăng qua bên này thì mình nhìn bên này mình thấy được cái kim xăng nè. Với lại là cái nhiệt độ máy. Bên này là cái gì tôi cũng chả biết, như là tua máy thì phải, không biết phải không? Mình nghĩ là vậy. Cái gì vậy? Giờ mình để máy cho các bạn xem. Ok. Đó. Đó, các bạn nghe em thanh đề máy không? Đó. Quá tuyệt vời. Ok, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái con xe Chen Long này để chúng ta vận chuyển một cái món đồ, đó là một cái hiện tại mình kiểu là vận chuyển trong một cái công trường các bạn. Hiện tại có một cái đoạn đường nó đang bị hư, gặp sự cố và mình sẽ vận chuyển cái bê tông đến đó, những cái thanh bê tông đến đó để người ta sửa chữa.
Bây giờ thì hiện tại thì về luôn rồi các bạn. Cái thanh bê tông mình nó về luôn rồi kìa. Ok, mình sẽ vô số và chạy lại đẳng luôn. Hiện tại thì cái bê tông này phải nhập ở nước ngoài về các bạn à. Đó, Việt Nam không có đâu. Phải nhập từ nước ngoài đi về các kiểu đâu. Đó, bây giờ đã có rồi. Ok, hiện tại đang ở bến cảng nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lại mình lấy cái trailer này thôi. Các công nhân người ta đã chuẩn bị hết trời, mình chỉ việc lễ lấy thôi các bạn. Ok, bây giờ mình quay đầu lại luôn các bạn. Hồi nãy là mình từ cổng mình chạy vô. Rồi. Ok, yeah, xe lên nào. Ơ, sao bị lệch mẹ nó trời. Từ từ, để mình sửa lại xíu các bạn. Chạy hồi nó bị lệch luôn rồi. Ok. Rồi, xác vô tí nữa. Ok. Rồi, giờ mình sẽ ráp lại nha các bạn. Rồi. Ok, nó đang ráp rồi đó các bạn. Wow, nó ráp rồi, nó nói mấy cái sợi dây này lại luôn nè các bạn. Bốn sợi dây nè. Sợi dây này kiểu làm một cái lực hơi các bạn. Kiểu là cái gọi là dùng hơi để nó hỗ trợ kéo tiếp cái trailer phía sau các bạn. Đó, hiện tại thì cái trailer mình vận chuyển là 2, 4, 6, 8, 9 cái thanh bê tông. Đó, với lại là có để thêm hai cái bánh xe. Thế chừng nào đi có bị xịt bánh gì hay gì đó thì mình thay. Cái bánh đó là cái bánh của trailer nha các bạn. Đó, thì đây là cái trailer của mình. Khá là bự và khá là dài luôn. Và mình nghĩ nó chắc tầm 50 tấn ấy, 150 tấn trở lên ấy. Bây giờ mình sẽ đi bắt đầu lên cái đường công trình. Thì cái đường đó là cái đường vùng quê các bạn. Nên là kiểu là đường nó đi chắc cũng... từ từ để máy lạnh lại. Rồi, vậy thôi, mở máy lạnh lên. Ok. Cái đường đó là cái đường vùng quê, nên là đi đường nó rất là nhỏ. Ok, mở nhạc nào. Hôm nay chúng ta nghe Bolego rồi nha các bạn. Khá là lâu rồi mình không nghe Bolego. Hôm nay nghe lại. Hiện tại thì cũng tầm 3-4 giờ chiều rồi đó các bạn. Mình nghĩ đi tới trên đó chắc cũng tối đấy. Và mình nghe đâu là tối nay là nó có mưa nữa nè. Chả biết mình như thế nào đâu. Ơ, xe này không có GPS à. Lại vô lý nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ nhanh phải đi ra các bạn. Ok. Về đêm nay vắng tay, giạt rào hạt mưa rất nhanh. Rồi hiện tại mình đã ra được khỏi cái bến cảng rồi các bạn. À quên, mình quên nói với các bạn là cái map này là cái map chạy tay lái nghịch nha các bạn. Đó, nhưng mà mình sẽ chạy tay lái thuận. Nên là các bạn có thấy mà những cái chiếc xe mà nó chạy nghịch với mình thì các bạn đừng có quan tâm. Mình bấm nhầm nha. Coi map cho nó đi đâu. Ok, mình sẽ ôm cái bùng binh này các bạn và mình đi ra. Trường hợp mà có xe chạy ngược chiều lại thì mình né. Chứ cái map này là cái map tay lái nghịch các bạn. Rồi. Cái map khá là tuyệt vời luôn, nên các bạn nào có muốn trải nghiệm thì có thể là tải về chơi. Mình có để cái link ở dưới phần mô tả cho các bạn. Ok, đi đâu nữa nhỉ? Chạy thẳng ra luôn. Vượt mẹ đèn đỏ luôn vậy. Quên coi nữa. Sau khi các bạn như nó không phạt mình. Hên quá. Nó phạt đi sai làn thôi, chứ nó không có phạt mình là vượt đèn đỏ. Ok rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu ra cái tiếng này mình đi thẳng luôn. Nói chung mình sẽ đi bên này thì nó lại bị ngược chiều các bạn. Mà ngược chiều thì nó sẽ nó phạt mình là đi sai làn. Nên là các bạn không cần quan tâm cái đó đâu. Mình chỉ có việc đi và đi thôi. Let's go nào. Wow. Xe này chạy rất là sướng nha các bạn. Không có bị lắc các kiểu đâu, chạy rất là mượt mà luôn ấy. Các bạn thấy không, đường hiện tại mình mới đi thôi. Các bạn thấy là đường của chúng ta đã cây cối gặm gạp rồi đúng không? Đó. Rất là tuyệt vời. Một tí lên trên cái đường mà kiểu là đi
cái đường đó nó cũng kiểu là đi đường gừng đó các bạn. Đó, đi cái đường đó là chúng ta sẽ đi cái đường nó vừa rất là nhỏ và rất là hẹp, hai bên kiểu là cây cối thôi. Đó, tí mình sẽ đi lên cái đường đó. Ở trên đó nó có một cái đoạn đường nó kiểu là nó bị hư hay là bị cái gì đấy. Bây giờ nó lại là bị hư. Nói chung là cái đường đó bây giờ người ta đã kiểu là phá banh hết trơn rồi, để người ta sửa chữa lại. Đó, thì mình chỉ có việc là vận chuyển mấy cái bê tông này lên trên đó cho họ thôi. Đó, tranh thủ thì đi trong tối nay để sáng mai người ta làm. Tranh thủ đi càng sớm càng tốt, đi trễ là người ta nghỉ làm, người ta làm trễ người ta phạt mình lại đấy. Quá trời đông xe luôn các bạn, cái đoạn này đông xe quá. Mình tính chạy bên kia cho nó đúng chiều ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ đông xe quá rồi, bây giờ mình phải chạy né mấy cái xe đó các bạn. Không né họ nó đụng mình, khỏi đi luôn, khỏi đi làm luôn. Wow. Mình bóp càng nó ngừng lại luôn cho mình luôn rồi. Tuyệt vời không? Ok, tiếp tục nào, let's go. Tại đang đi cái tự nhiên cái gặp nguyên một cái đám mưa luôn các bạn. Như vậy là cái dự báo lúc đầu của mình là nó không có sai rồi. Đi gặp nguyên cái đám mưa luôn. Vãi trưởng thiệt. Mưa lớn đó chứ phải mưa nhỏ, nhìn các bạn ơi. Nhìn trời đen kịnh hết trơn à. Vừa trời đen mà nó vừa trời tối nè các bạn. Ôi là trời quá trời đám mưa, để mình gặp cái mưa nó nhanh lên tí nha. Hả? Ok, cái chiếc xe này mình thấy là nó vẫn chưa được fit cái mưa mà của phiên bản mới hoàn toàn các bạn. Nó vẫn còn bị lỗi tí xíu mà nói chung cũng rất là đẹp rồi. À, chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ bên phải các bạn, đi vào cái đường để lên núi. Đây cái đường này nè các bạn. Ok, mình sẽ rẽ phải vào nè. Ok, ôi các bạn nhìn xuống cái mặt đường nè. Nước là đúng là như thiệt luôn á. Mặt đường ướt đàng hoàng nha các bạn. À, còn cái này là cái gạch mưa của nó nè các bạn. Nó còn bị lỗi cái phần này nè các bạn. Nè, nó lỗi rồi thấy không? Đó. Còn cái phần này mình thấy nó cũng ok rồi. Cái phần này nè, à, nó gạch qua tới đây là nước nó tới đây luôn. Mình thấy cũng ok. Nếu mà để mà các bạn lấy cái mấy chiếc xe của game luôn á nha, xài một cái gạch nước mà của phiên bản mới này là chơi tuyệt vời luôn á. Bữa nào mình sẽ live stream mình chạy ở hàng xem thử. Còn bây giờ quá trời mưa luôn rồi. Mưa quá trời mưa. Ok. Trời mưa mà trời nó cũng gần tối các bạn. Hiện tại nó cũng khoảng chiều rồi đấy. 5-6 giờ chiều gì rồi. Đường vắng tanh luôn các bạn. Cái đường này là cái đường lên núi các bạn, nên là hai bên là kiểu nó không có nhà đâu, mà toàn là cây cối rồi không. Dữ rồi, dám đi đúng không? Ai là mà dám đi? Có tôi thôi. Ok. Nào các bạn nhìn hai bên coi nè, chỉ là cây cối thôi đó các bạn. Bắt đầu cái đường mà kiểu nó đi vòng để lên núi các bạn. Đó, cua gắt vậy. Nó đi vòng cái đường để nó bắt đầu nó leo lên trên núi cao. Đó. Ok, ôm cua nữa nè. Trời, trên này thấy vậy mà cũng cua nhiều quá các bạn. Dưới này là cái bên mình là một cái kiểu là vực thẳm đấy. Nhưng mà kiểu vực thẳm này như là nó cũng không có sâu lắm. Nhưng mà nếu mà xe mình có thể bay xuống dưới là cũng đi bụi đấy các bạn à. Các bạn thấy hai bên đường bên trái mình, người ta còn cố gắng lan can nè. Đó. Hơn là cố gắng lan can đấy. Đường
đường tối thui tôi chả dám chạy nhanh luôn các bạn. Với lại cái xe mà nữa các bạn biết là những cái món hàng mà chở nặng á, chúng ta không nên chạy nhanh để ôm cua đâu, rất là dễ lật luôn ấy. Cái phía sau cái trailer mình nếu mà nó nặng nha, nó nặng mà các bạn kiểu mà ôm cua gắt á, mà chạy nhanh một phát nó trâu rồi đúng không, nó lật cái gầm luôn ấy, chắc chắn là các bạn sẽ lật. Đó, như đây là cái dốc nè, nó sẽ có cái chớn xe vậy. Chiếc xe này nó chớ bò à. Ok, qua nó luôn các bạn. Rồi. Ok, tiếp tục hành trình. Wow, tự nhiên cái lên cái đoạn này, cái đường mà nó lên núi các bạn, tự nhiên quá trời cua luôn. Ui sò đất ơi, lên cái dốc rồi các bạn, phải lên dốc rồi nữa. Cái sò đất ơi, xém đụng vô lan can rồi. Nhưng mà không sao các bạn thấy nước nó chảy không? Đó, khi chúng ta chạy thì nó sẽ có cái lượng gió các bạn, thì gió nó sẽ thổi với cái nước này, nó làm cho nước mình nó chảy. Trời đất ơi, cái gì mà cái đóng xe vậy? Đâu ra chiếc xe bồn nằm đây. Ôi trời đất ơi. Ui phía sau mình đằng cảnh sát nữa. Phải trưởng. Mình vừa đụng cái đằng sau có cảnh sát nó hú liền. Bữa ép đò mà không sao các bạn. Nó cho mình đi rồi. Nó tắt còi hú rồi. Ok, tiếp tục hành trình nào. Để mình cho cảnh sát nó qua các bạn ơi. Đi mà lỡ có đụng ai cái lần nó lần sau nó hú nữa đấy. Đâu giờ? Qua đi. Ui, cậu xém đụng luôn cây vậy. Để mình cho cảnh sát nó qua cái đã. Ngày mai đây em lên xe hoa. Lại một cái dốc nữa các bạn ơi. Không, đi đường đã khó rồi mà còn gặp thêm mấy cái dốc này nữa chứ. Không biết xe mà nó lên nổi không hay nè. Nhường đường cho cảnh sát, giờ xe mà nó mắc chớp luôn. Ok, cố lên. Ở ngoài nhìn về vô thì nó lại không thấy cái mưa các bạn. Nó không thấy cái hạt mưa ấy. Xe mà quá đẹp luôn ấy, rất là thích chiếc này luôn ấy. Ồ, tự nhiên cái lên đoạn này cái đông xe vãi nồi. Qua đi. Lại đụng nữa rồi. Ok, vậy thôi mình để mình chạy bên cái làng bên này luôn các bạn, để hạn chế mà gây tai nạn xe. Ok, lên dốc nào. Giờ mình chưa dứt mưa nữa, vẫn còn mưa kiểu lâm gầm vậy đấy. Bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng tim tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời. Okay, lên được khỏi cái dốc rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ lấy chớ mình chạy tiếp tục nào. Hàng đã nặng rồi mà thêm mà đi gặp mấy cái dốc nữa. Mà thêm một cái mắc chớm nữa chứ. Chạy xe mà các bạn biết mà lên dốc mà xe bị mắc chớm rất là gặp khó khăn cho tài xế. Ông nào mà không xử lý mà đàng hoàng là quýnh hết trơn là còn gói hơn nữa ấy. Chúng ta phải bình tĩnh xử lý. Ngày tôi 18 chót yêu ai bằng trái tim. Tôi xây bao giấc mộng. Cái gì vậy? Ủa, đoạn đường sạt lở à? Ui, phía trước mình như có đoạn đường sạt lở sao các bạn ơi? Ui, trời, cái đoạn này nó bị sạt lở luôn rồi nè các bạn. Nè, trời đất ơi, nó sạt lở rồi, hơn nửa đường rồi đấy. Ghê quá. Nè các bạn,
giờ xe đi qua phải là phải nhường nhau chạy đấy. Ui, nếu là cái núi nó trời mưa rồi nè các bạn, nó sạt lở xuống á. Nó bây giờ là một, chỉ có một len đi qua đó các bạn, thì cái len bên kia phải nhường đường ngược lại. Ok. Ui ghê thiệt. Còn tiếp tục hành trình nữa các bạn. Hên là kiểu là có đã có người đến chặn mấy cái đường để hạn chế lăn vào rồi đó. Mình không biết là kiểu là sau này nó còn sạt lở nữa không, nhưng mà thấy gặp mấy cái đường mà bị sạt lở chắc là nguy hiểm các bạn. Lỡ mình đang đi nhưng mà nó sạt lở đá cát trên núi, không biết cục đá trên núi các bạn, không phải là đá nhỏ đâu các bạn, nó văng xuống xe mình phát ra là banh xe đó ấy. Hình như gần đến rồi đó các bạn ơi, như gần đến rồi nè. À chưa, cũng còn rất là xa, gần thôi chứ cũng chưa phải gọi là đến. Khi nào mình đi thì gặp cái đoạn nào cái đường bị hư là nó là mình cũng chả biết là đoạn nào. Cứ đi đi, khi nào tới giờ tính. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi lại có cua nữa. Mấy cái đường trên này hơi bị nhiều cua luôn ấy. Luôn đổi thay. Tới chưa ta? Hình như gần đến rồi đó các bạn ơi. Để mình coi đây coi nào. Wow, đây có một cái cây xăng đó nè các bạn. Trên núi cũng có một cái cây xăng đó nè. À có một cây mà duy nhất một thôi đó. Nguyên cái trạm chỉ có một cây duy nhất một thôi đó. Các bạn hiểu là số lượng khách hàng mua xăng nó như thế nào rồi đấy. Nguyên một cây, mua một cây xăng luôn, có một cái xăng luôn. Ok, sắp đến rồi đó các bạn ơi. Đâu giờ? Nằm ở đâu ta? Nó nằm đâu gần gần lúc này nè. Để mình tìm coi. Như ở đây nè các bạn ơi. Đây, đúng rồi. Chính xác các bạn ơi. Ok. Bây giờ để mình tìm đi quẹo vô cái đó. Bật cái đèn cảnh báo lên. Từ xe phía sau từ lại gặp cảnh sát. Sao cảnh sát trên này nhiều vậy? Ok đó, mình đậu xe vô cái lề bên này. Dè lại các bạn, bắt đầu dè lại. Đó các bạn thấy cái mặt đầu xe không? Buổi tối cái lằn dạ quang của nó chiếu rất là đẹp luôn. Trời ơi, giống xe luôn hết được luôn rồi. Bây giờ ba nghìn đời, dù gió thua giặt sao còn đẹp như khi quên nhau. À được rồi nè các bạn, được rồi, ok. Cái đó mình cho cái đồ, cái cục này nè, nó sát vô đây các bạn. Nó đến mai người ta làm. Ok. Phải gặp lần này luôn đây. Rồi, ok. Rồi. Tắt máy nè. Ok. Trời, vẫn trời mưa luôn các bạn ơi. Bây giờ bên này, xe bên này nó lại nhường bên xe bên kia, nó qua trước. Ở sau hai thằng nó đều nhường nhau vậy.
Ok, thì chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like. Và các bạn nào chưa có đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Còn bạn nào mà muốn mình chơi tiếp cái tựa game này nữa thì comment ý tưởng ở phía dưới cho mình biết. Các bạn thích chạy xe nào thì các bạn comment ở dưới mình biết nào. Ok, và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.